Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao tỷ lệ số hóa trong quản lý vận hành hệ thống lưới điện, đến nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đã số hóa 100% các công đoạn vận hành đối với các trạm 110 kV và trên 70% đối với toàn bộ hệ thống trạm biến áp trung gian, qua đó giảm nhân công và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh điện năng. Trạm biến áp 110 kV Kim Động 2 được Công ty Điện lực Hưng Yên đưa vào vận hành từ cuối tháng 7 vừa qua. Trạm đang trong thời gian theo dõi các chỉ số nên đang duy trì cán bộ trực vận hành. Được biết, sau thời gian thử nghiệm, trạm Kim Động 2 sẽ trở về trạng thái vận hành không người trực như những trạm 110 kV khác. Do tự động hóa 100% trên nền tảng quản lý vận hành số hóa, nên công nhân trực vận hành trong tổ giảm được 24 người trên một ngày khi trực 3 ca 4 kíp. Toàn bộ là 16 trạm 110 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đưa vào cả chuyển đổi số và không người trực. Nên cái hiệu quả là mang lại là rất là cao. Thị xã Mỹ Hào hiện đang quản lý vận hành hơn 600 trạm biến áp phân phối cấp điện cho trên 41.000 khách hàng sử dụng điện. Nhờ số hóa từ khâu quản lý tài sản thiết bị đến việc đầu tư lắp đặt các thiết bị đầu cuối thông qua sóng 3G, GPRS, thông qua hệ thống công tơ điện tử giúp nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện. Tất cả các cái thông số vận hành của các thiết bị như dòng điện, điện áp, nệch pha hoặc là các cái điều kiện làm việc bất thường của các thiết bị thì đều được truyền về trung tâm tại điện lực để chúng tôi có thể theo dõi được liên tục tất cả các cái thông số vận hành để từ đó đưa ra các cái giải pháp vận hành làm sao cho tối ưu nhất. Hưng Yên hiện đang khai thác 16 trạm biến áp 110 kV và 4.185 trạm biến áp phân phối. Nhờ chuyển đổi số mạnh mẽ nên việc vận hành trở nên dễ dàng với các thiết bị điều khiển tự động. Các thiết bị chuyên dụng trực tiếp truyền dữ liệu bằng sóng 3G với các thông số về dòng điện, điện áp, pha và vị trí về trung tâm điều hành xử lý thông tin hai cấp. Thông tin được xử lý sơ cấp tại các điện lực và thứ cấp là trung tâm điều khiển xa, Công ty Điện lực Hưng Yên. Thứ nhất là về chương trình phần mềm DMS, quản lý lưới điện phân phối, thực hiện định vị, phân vùng các khu vực sự cố và khôi phục điện đối với các cái khu vực mà không bị sự cố, giảm cái thời gian thao tác đóng cắt, giảm thời gian thay đổi phương thức kết dây, giảm được cái thời gian mất điện của khách hàng. Số hóa các trạm biến áp giúp quản lý và vận hành lưới điện một cách khoa học, từ danh mục thiết bị tài sản đến thời gian vận hành, lịch bảo dưỡng đều được theo dõi từ nhiều bộ phận, qua đó nâng cao khả năng giám sát tình trạng thiết bị điện. Với tỷ lệ số hóa cao cũng giúp giảm hàng vạn thao tác đóng ngắt thủ công một năm, giảm hàng ngàn kíp công nhân thực hiện đóng ngắt tại hiện trường lưới điện. Từ công tác chuyển đổi số, các trạm biến áp đã góp phần nâng cao năng suất lao động và hiện đại hóa lưới điện Hưng Yên, qua đó đảm bảo đúng lộ trình của EVN đề ra về chuyển đổi số ngành điện.